Hello, xin chào tất anh em nha. Đã đến với theo kênh YouTube của mình ha. Thì cũng lâu rồi mình không có quay clip test đi đường xa này kia cho anh em xem giải trí được chơi. Hôm nay mình cũng đi cái chỗ cũ thôi. Mua cái lặt vặt inox rồi kia làm dàn cầu này nọ. Sẵn mình quay cái clip cho anh em xem giải trí ha. Giờ này cũng 1 giờ mấy rồi. Giờ này giờ nắng ha. Hôm nay nắng rất là tốt. Nắng nóng luôn. Thì sẵn thấy thời tiết tốt thôi mình quay luôn cho anh em xem được giải trí thôi. Mới bữa nay mình tính đi rồi mà công việc khác nó xen ngang thì mình cũng phải gác lại công việc xíu. Hôm nay thì ok quá đi luôn ha. Rồi bắt đầu nha anh em, mình sẽ đi cái đường cũ thôi. Thì hôm nay em đi thì chắc mình mua có ít đồ thôi chứ mua không có nhiều. Đi đường trên đây á, trên đây thì đường nó ít có ghe với ít sóng, với lại nó vô cái kinh nhỏ cũng không có nắng luôn, cũng đỡ. Cái này được bình thì cũng đỡ đỡ rồi, không có nhiều lúc trước. Gió nhiều, sợ bay cái nón thôi.
Lục Bình cái kênh này quá nhiều luôn. Được cái đi tắt qua đó nó gần hơn xíu. Dạ Lục Bình bích luôn rồi.
tiếp luôn. Lại có cây chổi. Kênh này là cái kênh KH5 nha anh em. Kênh này có dòng họ mình trong đây mà không biết thế nào mình quên nè. Lâu quá không đến cũng không nhớ nữa. Chưa có rảnh đem 76 mình xuống mình test lại nữa. Tại mình canh chỉnh xăng vậy nó chưa ngon hung.
đây nha anh em. Đầu vỏ này, chỗ này nó đắng không ấy. Chủ tiệm không mở cửa rồi. Đậu trên này hay nắng quá nè. Thôi cũng phải chịu. Rồi vừa tới nha nè, không biết mình nãy mình chăm không có đầy xăng. Chạy qua đây coi nó hết bao nhiêu xăng nè. Một chút xíu nữa hết xăng luôn rồi. Rồi, tới nha anh em. Thì cái quá trình mình đi là như vậy thôi, không biết bao nhiêu phút rồi. Ờ, 22 phút á. Trừ thời gian mình giới thiệu nữa ha. Rồi tạm kết thúc lấy tờ nha nè.